Chương 7. Cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng. Điều 99. Nghĩa vụ cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng. Tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự có nghĩa vụ cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng cho đương sự, những người tham gia tố tụng khác và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 100 các văn bản tố tụng phải được cấp tống đạt hoặc thông báo. 1. Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời trong tố tụng hành chính. 2. Bản án, quyết định của tòa án. 3. Quyết định kháng nghị của viện kiểm sát, văn bản của cơ quan thi hành án dân sự. 4. Văn bản tố tụng khác mà pháp luật có quy định phải cấp tống đạt hoặc thông báo. Điều 101. Những người thực hiện việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng. 1. Người tiến hành tố tụng, người của cơ quan ban hành văn bản tố tụng được giao nhiệm vụ thực hiện việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng. 2. Người có chức năng tống đạt. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người tham gia tố tụng cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người tham gia tố tụng làm việc khi tòa án, viện kiểm sát hoặc cơ quan thi hành án dân sự có yêu cầu. 4. đương sự người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong những trường hợp do luật này quy định. 5. nhân viên của tổ chức dịch vụ bưu chính. 6. những người khác theo quy định của pháp luật. Điều 102. Các phương thức cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng. 1. cấp tống đạt thông báo trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc người thứ ba được ủy quyền thực hiện việc cấp tống đạt thông báo. 2. Tống đạt thông báo bằng phương tiện điện tử theo yêu cầu của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 3. Niêm yết công khai. 4. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 5. Cấp Tống đạt thông báo bằng phương thức khác theo quy định tại điều 303 của luật này. Điều 103. Tính hợp lệ của việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng. 1. Việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng được thực hiện theo quy định của luật này thì được coi là hợp lệ. 2. Người có nghĩa vụ thực hiện việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng phải thực hiện theo quy định của luật này. Điều 104. Thủ tục cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng. Người thực hiện việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng có liên quan. Người được cấp tống đạt, thông báo hoặc được ủy quyền cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận văn bản tố tụng. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ được cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng. Điều 105. Thủ tục cấp tống đạt hoặc thông báo bằng phương tiện điện tử Việc cấp tống đạt hoặc thông báo bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành điều này. Điều 106. Thủ tục cấp tống đạt hoặc thông báo trực tiếp cho cá nhân. 1. Người được cấp tống đạt hoặc thông báo là cá nhân thì văn bản tố tụng phải được giao trực tiếp cho họ. 2. Trường hợp người được cấp tống đạt hoặc thông báo đã chuyển đến nơi cư trú mới và đã thông báo cho tòa án việc thay đổi nơi cư trú thì phải cấp tống đạt hoặc thông báo theo nơi cư trú mới của họ. 3. Trường hợp người được cấp tống đạt hoặc thông báo từ chối nhận văn bản tổ tụng thì người thực hiện việc cấp tống đạt hoặc thông báo phải lập biên bản trong đó nêu rõ lý do của việc từ chối có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc sau đây gọi chung là tổ trưởng tổ dân phố hoặc đại diện của công an xã, phường thị trấn về việc người đó từ chối nhận văn bản tố tụng. 4. Trường hợp người được cấp tống đạt hoặc thông báo vắng mặt thì người thực hiện việc cấp tống đạt hoặc thông báo giao cho người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng nơi cư trú với họ hoặc tổ trưởng tổ dân phố để thực hiện việc ký nhận và yêu cầu người này cam kết giao lại tận tay cho người được cấp tổng đạt hoặc thông báo. Trường hợp người được cấp tổng đạt hoặc thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về hoặc không rõ địa chỉ, thì người thực hiện việc cấp tổng đạt hoặc thông báo phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp tổng đạt hoặc thông báo, có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố hoặc đại diện công an xã phường thị trấn. Đồng thời thực hiện thủ tục niêm yết công khai văn bản cần tổng đạt theo quy định tại điều 108 của luật này. Điều 107. Thủ tục cấp tổng đạt hoặc thông báo trực tiếp cho cơ quan tổ chức. Trường hợp người được cấp tổng đạt hoặc thông báo là cơ quan tổ chức thì văn bản tố tụng phải được giao trực tiếp cho người đại diện theo pháp luật hoặc người chịu trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan tổ chức đó và phải được những người này ký nhận. Trường hợp cơ quan tổ chức được cấp tổng đạt hoặc thông báo có người đại diện tham gia tố tụng hoặc cử người đại diện nhận văn bản tố tụng, thì những người này ký nhận văn bản tố tụng đó. Ngày ký nhận là ngày được cấp tổng đạt hoặc thông báo. Điều 108. Thủ tục niêm yết công khai. 1. Niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện trong trường hợp không thể cấp tống đạt hoặc thông báo trực tiếp văn bản tố tụng theo quy định tại Điều 106 và điều 107 của luật này. 2. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng do tòa án trực tiếp hoặc ủy quyền cho người có chức năng tổng đạt hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú thực hiện theo thủ tục sau đây. A. Niêm yết bản chính tại trụ sở tòa án, ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của cá nhân, nơi có trụ sở hoặc trụ sở cuối cùng của cơ quan tổ chức được cấp tổng đạt hoặc thông báo. B. niêm yết bản sao tại nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của cá nhân, nơi có trụ sở hoặc trụ sở cuối cùng của cơ quan tổ chức được cấp tống đạt hoặc thông báo. C. lập biên bản về việc thực hiện thủ tục niêm yết công khai, trong đó ghi rõ ngày tháng năm niêm yết. 3. thời hạn niêm yết công khai văn bản tố tụng là 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Điều 109. Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 1. Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ được thực hiện khi pháp luật có quy định hoặc có căn cứ xác định là việc niêm yết công khai không bảo đảm cho người được cấp tống đạt hoặc thông báo nhận được thông tin về văn bản cần được cấp tống đạt hoặc thông báo. Hai. Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng có thể được thực hiện nếu có yêu cầu của đương sự khác. Trường hợp này, đương sự có yêu cầu thông báo phải chịu chi phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 3 thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng phải được đăng trên cổng thông tin điện tử của tòa án nếu có, trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp. Điều 110. Thông báo kết quả việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng. Trường hợp người thực hiện việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng không phải là người tiến hành tố tụng người của cơ quan ban hành văn bản tố tụng thì người thực hiện phải thông báo ngay bằng văn bản kết quả việc cấp tổng đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng cho tòa án hoặc cơ quan ban hành văn bản tố tụng đó